Good morning. Honey. Good morning, my love. Honey, look at her. Rồi, sáng cuối tuần. Chồng ở nhà, chồng làm, đồ ăn sáng rồi cả nhà ơi. Mình chỉ ngồi uống cà phê. Đây là phải đăng tay nha. Bào ra vậy đó cả nhà. Bào ra vậy. Honey, you put cheese in there? Okay. What in there? Potatoes. Only? Nó cho mình bào ra. Bào phải lan tay ra. Xong rồi bỏ muối với lại bột muối với tỏi á cả nhà. Vô. Xong rồi chiên nè cả nhà. Đó, chiên, lúc chiên thì cho bột muối với tỏi vô nha cả nhà. What sauce, Daddy? Garlic salt, seasoning salt. Seasoning salt. Seasoning. Seasoning salt. Còn đây là salt. Thịt ung khói, thịt ba chỉ ung khói nha cả nhà. Thịt ung khói vậy nè. Mình mua trong Costco á. Mua trong Costco. Cuối tuần bây giờ ông xã mình nấu cho cả nhà ăn, nấu cơm sáng đó, cơm buổi sáng ở nhà. Cái này mà đi ra tiệm ăn là cũng mắc lắm đấy nha cả nhà. Thế là ngon lắm á, cái này rất là ngon. Chiên lên vậy nè cả nhà, chiên giòn lên vậy. Thôi bây giờ đi ngồi chơi điện thoại một chút nữa ăn, tại vì chồng mình nấu mà, cuối tuần là chồng, hai ngày là chồng mình nấu thôi. Không muốn nấu mấy món mà ổng thích cho mấy đứa nhỏ ăn. Một mình làm quay qua quay lại nhưng mà hồi làm xong chắc dọn cái bếp mệt lắm. Nhưng mà thôi kệ đi, đàn ông mà lúc nào cũng vậy á, nấu đồ ăn là bài dữ lắm mọi người ơi. Yummy. Đó, hồi chồng mình sẽ chiên hột gà nữa nha cả nhà, chiên hột gà. Thôi để ảnh làm đi, quay ảnh ha, ảnh bận rộn luôn. Lê Lê mới ngủ dậy mà ngáp rồi con. Mommy. Baby. Đây. Trâu quá. Phải lăn tay. Cái này ăn đi con. Cái gì làm nè. Đây con. Nè. Đây nè. Hả? Hi, baby. Joe. Bye. Mommy, sit here with daddy. You sure? Let's pick her up. Good. Good. And see daddy. So good. That table is so hot for me to eat. Đây, chồng mình nấu xong rồi, giờ ăn rồi. Can see Lily. It's okay. Mommy, siêu cô siêu. Taste everything before you put salt and pepper on it. Yeah. What? Eggs are fried in bacon grease. The bacon's natural. Tang mà nhỉ? Bài. This is probably saltier. Oh yeah. I can pop a little yolk on this. Make it yummy. Make my combo. Oh, so good. I'm hungry. Make a little pop. Come on. Ooh, wow. That's pretty. The yolk. Good then.
Thank you for cooking breakfast, Daddy. You're welcome, sweet girl. I helped you with the potatoes, too. Mm-hmm. Thank you for your help, sweet girl. You're welcome. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Oh, that's it. So good. So delicious. Mm. She's just playing with her eggs. Mm-hmm. Nhà mình nó mọi người ở quê, cho nên không có đi tiệm để ăn sáng đâu. Ở nhà nấu đồ ăn sáng không à. Nói thì nấu theo kiểu có thể, có khi chồng hay nấu theo kiểu chồng hay. Nhưng mà chồng hay cuối tuần hay nấu cả nhà. Cuối tuần mà 2 ngày nấu cho mấy đứa nhỏ à. Chụp cái gì vậy? So delicious. Yummy. Good, you get. Nice, nice. Give a thumbs up and subscribe to the channel. Thank you. Help mommy. Today. And Daddy go fish too hard, Daddy. I said we can pull the ACs first if you want. Yeah, right. I went for it out of the thing. It's about to come in half. Yeah. I don't cook these hot enough, but it'll still be okay. Yeah, it's good. I'm kind of busy and I didn't want to burn them. How long do you think your fish make you fish to call? Couple hours. Maybe an hour to 2 hours, maybe three. Like if everything goes hard, it'll be about 3 or 4. Hopefully one. More half. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video của Thị nha. Đây là ngày cuối tuần của nhà Thị đó, buổi sáng ngày cuối tuần. Lúc nào cũng vậy thôi, chồng Thị nói để ăn. Rồi ăn xong rồi làm công việc ở ngoài nhà hay là đi đâu đó, gia đình chở nhau đi chơi vậy cả nhà. Nhìn thôi, đó là ngày cuối tuần. 2-3 tuần rồi vợ chồng Thị không có đi săn, tại vì trời cũng lạnh đó, và mưa nhiều nữa. Cho nên là lạnh mà không mưa thì đi săn được, cả nhà mà lạnh mà mưa, mưa đi không có săn được, cho nên không có đi. Bye bye. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Bye bye. Bye bye. Thank you everyone watching video. See you next time. Đây là buổi sáng ăn sáng ở kiểu Mỹ nha cả nhà.